nghe có vẻ không liên quan nhưng nếu chỉ chăm chăm vào việc của mình thôi thì sẽ có thứ bị bỏ lỡ đây không phải là bước ngoặt từ sáng kiến của nhân viên mới sao tương lai của han sung có hy vọng rồi hô hô nhưng để tâm vào quá nhiều thứ sẽ làm năng lực tập trung bị phân tán dẫn đến thiếu khả năng xúc tiến trưởng phòng âu đứng lên mà căn dặn du huynh đúng vậy chúng ta chỉ cần làm việc của mình là được du huynh gãi gãi đầu đáp vâng tôi sẽ ghi nhớ ạ à, việc của mình còn chưa hiểu rõ mà đã quá phận tôi xin lỗi ạ à. giám đốc du giang giang không những không trách phạt mà còn khen cậu không đâu mới mẻ lắm Trưởng phòng Âu liền quay ngoắt 360 độ bảo dạ tôi cũng nghĩ vậy ạ. À. Du Huyên liền cúi đầu mà cảm ơn, cảm ơn ạ. À. Rồi ông quay sang nói với Sung U trợ lý Bắc, Bắc Sung U liền tiếp lời vâng giám đốc. Ông nói sản phẩm của chúng ta vô cùng cải tiến nên không thể đảm bảo 100% kết hợp được với những linh kiện khác. Xem xét những vấn đề có thể xảy ra đi, Sung U chỉ biết làm theo lời ông vâng. Xin lỗi nhưng mà cậu phải làm thêm kế hoạch dự bị cho những chuyện đó nữa, Sung U đáp vâng, tôi biết rồi ạ. À. Cậu biết kế hoạch dự phòng vô cùng quan trọng trong tình huống hiện tại chứ? Hô hô, nội tâm của Du Huyên lúc này đang xin lỗi Sung U xin lỗi vì mua thêm việc cho anh trợ lý bắc sung u anh mãi suy nghĩ mà không chú ý đến ly Cung hun đang quan sát mình vẫn chìm vào suy tư nhưng giờ đây cánh cửa dẫn đến con đường khác đã mở ra rồi à buổi báo cáo đã kết thúc như thế nhưng mình vẫn chưa xong bắc sung u chút bầu tâm sự tôi nói thế này vì nghe được từ cậu rồi anh đưa ra ý kiến của mình nhưng tôi cũng nghĩ pda sẽ thất bại điện thoại app sẽ thành công sớm hơn han du huynh nghe xong chỉ mỉm cười thầm nghĩ linh cảm tốt ngoài mong đợi không chỉ thành công đâu mà sẽ làm khuấy đảo thế giới luôn đấy ạ Bắc Sung U thì vẫn dầu dĩ nói, chắc cậu đang nghĩ vậy tại sao còn làm đúng không? Thằng nhóc, ở công ty đôi khi có những việc dù không thích vẫn phải làm. Du Huyên bây giờ mới lên tiếng trấn an anh, trợ lý anh đừng hiểu lầm, tôi không nghĩ vậy đâu. Nhưng Sung U chẳng khá hơn là mấy, với lại phải chuẩn bị kế hoạch bách cấp thế nào đây? Bấy giờ Du Huyên lại kiếm chuyện để nói, nhưng trợ lý Bắc, bách cấp là gì ạ? Cậu giả vờ ngơ ngác không biết mà hỏi. Bắc Sung U thở dài giải thích, cái đó bách cấp là nếu như số lượng sản phẩm không đủ như kế hoạch hoặc vì thế có thể thay thế được là nói về phương án dự chủ đó lại giả vờ hiểu bài du huynh tiếp tục hỏi vậy có thể thay thế vào sản phẩm khác không ạ nhưng sung u khá sầu não đưa ra vấn đề không dễ đâu không thể tìm ngay một sản phẩm khớp với thông số đó ha du huynh giả bộ ngơ ngác nói không thể thay thế vào channel iphone hay sao ạ đó cũng là dòng điện thoại cao cấp mà sung u bất ngờ khi nghe cậu nhân viên đưa ra ý kiến bèn nhắc lại channel iphone rồi tiếp tục nghiêm túc cân nhắc ừm bên đó cũng đang gấp gáp khớp lịch trình tuy có thể được nếu như đưa vào kế hoạch dự phòng thì cách biệt số lượng sẽ rất lớn dây chuyền sản xuất fpda 3 chỉ chiếm 10% thôi Du Huynh tự nhủ thầm, phải thoát khỏi quan niệm cố hữu hạ. À. Rồi khéo léo gợi ý, vậy phải là linh kiện có cùng độ phân giải mới được ạ. À. Sung U liền tận tình giảng giải, không nhất định phải thế, nhưng nếu muốn khớp cả công đoạn sau thì có cùng độ lớn sẽ tốt hơn. Du Huynh vẫn chưa từ bỏ trái lại còn háo hức hơn, tức là độ phân giải thấp hơn cũng được đúng không ạ? À. Nhưng anh Bắc vẫn chỉ ra vấn đề cho cậu nhân viên mới, được nếu có khách hàng nào muốn màn hình 3.5 inch độ phân giải thấp, nhưng ai lại muốn sản phẩm độ phân giải thấp chứ? Mua một panel cảm ứng rất tốt về nhưng lại không phải. Du Huin hờ hững đáp, Vậy sao ạ? Trong khi đó trầm ngâm suy nghĩ, cái suy nghĩ rằng khách hàng chỉ sử dụng điện thoại cảm ứng chỉ là một số ít những người dùng điện thoại cao cấp, chính là quan niệm của hữu. Rồi lại khéo léo giải quyết vấn đề của Sung U, nhưng chỉ cần độ phân giải thấp hơn là được, được không ạ? Thật ra dùng bút viết trên màn hình cảm ứng nhỏ thì đâu cần độ phân giải cao. Sung U chưa nhận ra bèn phản đối sao rất quan trọng mà, EPDA 2 và channel iPhone 1 đều nhận phản ứng rất tốt. Du Hin lại hỏi, trợ lý đã dùng thử chưa ạ? Bác Sung U đốt điếu thuốc đồng thời đáp, tôi dùng rồi chứ. Ha vẫn giả vờ ngơ ngác, thật sao ạ? Sung U chỉ trả lời trong vô thức, ấy đắt lắm. Nói đến đắt đột nhiên anh nhận ra gì đó. Bây giờ Han Du Huyên mới đưa ra ý tưởng, tôi nghĩ thay các nút bấm thành cảm ứng cũng tốt lắm ạ. À. Sung U cũng bắt đầu lắng nghe hơn, tại sao? Du Huyên tiếp tục giải thích, màn hình lớn nhìn sẽ tiện hơn, thiết kế cũng đơn giản nên sẽ đẹp ạ. À. Rồi cậu dùng tay để mô tả cho Sung U hiểu. Sung U cẩn thận suy nghĩ lời cậu nói, bỏ hết nút bấm, Du Huyên thầm mừng trong lòng, bây giờ đã có đáp án rồi chứ ạ. À? Lúc này bác Sung U mới nhận ra, cũng phải nếu giá cả tiết kiệm hơn thì mọi người sẽ mua chứ nhỉ, độ phân giải màn hình thấp thì giá thành cũng giảm đi han du huyên liền ủng hộ phải đấy ạ à? bắc sung u khẽ run người như phát hiện ra một sáng kiến đúng rồi nhỉ giảm chất lượng cảm ứng thì đã sao chỉ cần nút lớn và icon như lời cậu nói thôi dù đơn giản nhưng nếu điện thoại lớn hơn thì sẽ ăn điểm màn hình và thiết kế du Huynh thuận thế nghe theo dù nhỏ nhưng vẫn hơn cái này chứ ạ à? rồi bỗng dưng sung u lại nghĩ ra vấn đề nhưng anh vô cùng tò mò sao đến giờ vẫn chưa có công ty nào làm vậy nhỉ du huyên liền gợi ý chúng ta làm không được sao ạ à? chúng ta chính là team kế hoạch sản phẩm mà hai người rơi vào khoảng không yên lặng trong giây lát. Bắc Sung U không biết nên nói gì. Cuối cùng anh đã có tinh thần. đúng rồi, chúng ta là team kế hoạch sản phẩm mà. Ha Du Hwi đã đạt được thành quả liền tự đắc. trợ lý Bắc, team chúng ta hãy làm nên chuyện một lần nào. Cùng lúc đó tại trụ sở công ty, trong nhà vệ sinh nam, ai đó mở vòi nước tuôn ra xối xả, rồi từ từ cẩn thận rửa tay. là trưởng ban Lee Kun Hun, anh cất tiếng hỏi tổ phó Xin đang đứng bên cạnh. chuyện cậu cá câu nói hôm trước ổn chứ? Tổ phó Xin không hiểu hỏi lại. Dạ là sao ạ? li kun hun không ngần ngại nói thẳng nhân viên mới tổ ba tổ phó xin liền báo cáo tình hình à cái đó tôi đã quăng mồi rồi mà vẫn chưa cắn trưởng ban ly thờ ơ đáp vậy sao rồi tiếp tục đưa ra nhận xét cậu bạn rất hay ho nếu là người của chúng ta thì tốt tổ phó xin lẻo mép ủng hộ vâng tôi cũng nghĩ vậy rồi li kun hun lại tiếp tục nói nhưng nếu cậu ta ở phe đối đầu thì sẽ bất tiện lắm đồng thời quay lưng rời đi không quên để lại một câu đánh đòn tâm lý tôi tin tổ phó xin sẽ xử lý tốt tổ phó xin không còn cách nào khác ngoài tuân lệnh vâng tôi rõ rồi ạ nhận được câu trả lời trưởng ban ly khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi với khuôn mặt nghiêm nghị Bây giờ tại tổ ba tổ trưởng kim đang hỏi lại báo cáo thật hả channel iphone là phương án dự phòng sao bác sung u tiếp tục trình bày vâng nếu dec thì sẽ dùng chung linh kiện cùng độ lớn cùng độ phân giải cũng khá ổn ạ à. nhưng tổ trưởng lại ngắt lời anh cậu tưởng tôi không biết cậu nói gì sao dù số lượng pda có thiếu thì dây chuyển sản xuất vẫn vận hành nên cậu mới nảy ra ý này channel iphone là dự án của tổ phó xin chăn dòng đó tổ trưởng kim thờ ơ nói nếu tốt đẹp thì tổ phó sẽ nuốt hết bắc Sung u cũng biết nhưng đành chấp nhận như đây là phương án duy nhất rồi hả? tổ trưởng kim vẫn chưa dừng lại còn nếu không tốt thì tổ phó xin sẽ phủi trách nhiệm nghĩa là cậu đang đánh cược đó cũng không phải sao hả bắc Sung u ủy khuất đáp tôi biết ạ tổ trưởng kim thờ ơ nói chúc mừng cậu cũng thăng cấp ngu ngốc như tôi rồi bắc Sung u cũng hờ hững đáp cảm ơn vì lời khen ạ du huynh cẩn thận tính toán tổ trưởng kim huynh min anh đừng lo Ha du huynh đang ngồi làm gì đó có vẻ rất hài lòng khẽ wow một tiếng du huynh ngồi nghệch ngoặc vài nét ra hình chiếc điện thoại rồi tự đắc xem ra cũng có tố chất vẽ vời đấy chứ. Cậu thầm nghĩ cách đối phó. Nếu bọn họ gây sự bằng chính sự thì chúng ta sẽ dùng công việc để lật ngược phán bài. Trong công ty lúc này mọi người đang vô cùng ồn ào vì mọi người đang cùng nhau mà thảo luận công việc. Vâng vâng, nhờ gửi giúp nội dung kiểm tra độ bền. Bây giờ tổ phó không có ở đây, tôi sẽ chuyển lời. Alo. Dạ. Số lượng phế phẩm rất nhiều như vậy không được đâu. Hôm nay một ngày như chiến trận của Hansung lại bắt đầu. Không ạ. À, hiện tại người phụ trách đang đến nó Làm thử một lần đi. Đừng như vậy ạ. À. Nhìn mặt tôi. Vâng vâng ba tuần liên tục doanh thu có dấu hiệu khả quan nên đúng vậy phải biết chính xác yêu cầu của khách hàng thì chúng ta mới đều tốt cả nhưng nếu làm vậy sẽ vượt quá thông số và đây là tổ ba bị nguyên rủ của team kế hoạch sản phẩm trưởng phòng kim bảo nghe nói cậu dẫn dắt tiệc công ty ngày mai kim giang kiêu đáp cái đó vì không ai chịu làm sau này tiệc công ty đừng ăn thịt ba chỉ nữa được không kim giang kiêu có chút bất lực đáp tôi cũng chán ngấy hạ tổ trưởng kim nên từ giờ tôi sẽ xóa sổ thịt ba chỉ khỏi cuộc đời tôi kim huynh minh có chút bất mãn với cái công ty thiệt tình có thể xóa luôn cả tiệc công ty được không ở bên khác Bắc Sung U đang trò chuyện với Han Ju Huynh Sung U nói Ju Huynh à ngày mai là tiệc công ty đó, dạo này tôi không chăm sóc được cho cậu nên ngày mai làm một thể nhé. Ju Huynh đáp ra, dạ không đâu ạ, ưu tiên việc ấp chứ ạ, anh đừng lo tôi sẽ để ý và làm tốt ạ. Bỗng giọng của tên Go Ja Jun cất lên, "Ê Kim ơn rằng Đừng có phát ra tiếng gõ phím nữa được không? Tôi cứ nghe cái tiếng đó nên không tập trung được, không một chút nào." Kim ơn rằng sợ hãi mà nghe lời vâng, còn tên Go Ja Jun khó chịu nói, "A mùi rượu vẫn còn này." Còn Kim Eun vì sợ hắn mà gõ phím vô cùng nhẹ nhàng mà nó cũng khiến cho tên gozaun khó chịu hất phan đồ trên bàn lớn tiếng quát này kim ơn răng không coi lời tôi ra gì à tôi bảo đừng có phát ra tiếng bàn phím kim ơn răng sợ hãi mà nhắm chặt mắt vâng tôi biết rồi tổ trưởng gâu lee chan ho ở một bên nhận xét hắn ta vì cái con người kia mà tôi mới ghét tiệc công ty tổ trưởng gâu có vẻ nóng tính quá ạ. lee chan ho mới xác nhận luôn với anh là nhân cách rách nát chính là đồ tâm thần đó rồi nhắc nhau anh cậu cũng cẩn thận đi vâng gozaun móc cái bóp ra lấy tiền rồi bảo kim ơn rằng, không được rồi cô ra hiệu thuốc mua thuốc về đây tổ trưởng gozajun không cần nói cũng biết phải mua gì đúng không kim ơn răng nhận tiền mà ngoan ngoãn vâng lời vâng dù huyên thấy cảnh này mà suy tư giả vờ không biết là người rất có nóng tính kinh nghiệm cũng nhiều tiền nên trưởng nhóm âu nhắm mắt làm ngơ bỗng anh nhớ ra việc gì đó đợi đã việc tên điền đó gây chuyện lẽ nào là ngày mai tuy không OS chính xác là khi nào nhưng rõ ràng là sự cố xảy ra tại tiệc công ty là sự kiện vô cùng chấn động nên đến giờ vẫn không thể quên rồi anh nhớ lại cảnh ly chan hô bị bị tên gozajun đập chai bia vào đầu nè thằng khốn này mày dám coi thường tao hả tổ trưởng Gojajun không thể chiến thắng được bản chất đã ném chai rượu soju cảnh tượng lúc đó vô cùng hỗn loạn tên Gojajun vừa đánh vừa mắng vừa đập phá mọi người cùng nhau ra sức mà ngăn cản mày coi thường vì tao cứ dậm chân ở trước tổ trưởng hả thằng khốn như mày còn ly chan hô bị đánh nằm gục một bên mọi người liền chạy lại xem tình hình của anh anh bị thương nặng lắm đó rồi gợi 119, một một xe cứu thương nhanh lên và chỉ có người bị hại tiền bối ly chan hô rời khỏi công ty ly chan hô ở một bên thì bực mình tự hỏi rốt cuộc sao trưởng nhóm lại không nắm thóp cái tên xấu so xí -si đó chứ Du Hinh vẫn với vẻ mặt đam chiêu mà nghĩ nhưng mà Hà Tất ngày mai lại là tiệc công ty, không phải chứ, có cảm giác chẳng lành. Chuyển cảnh đến phòng họp chính tầng 12 họp nghiệp vụ, quý 1 năm 2018 Ben mà Nobia cung cấp vì thế phương án đề ra là, tiếp theo là báo cáo của tổ phó tổ 2. Lúc này tổ phó xin đang phát biểu, đóng vai trò quyết định trong việc định hình thương hiệu cao cấp. Channel phone cung cấp VA 16 triệu màu, màn hình tép telks, channel sẽ là dòng điện thoại cao cấp mang đến cho khách hàng. Nhìn vào biểu đồ sẽ thấy doanh số cộng dồn có xu hướng tăng liên tục, là dòng điện thoại mang lại doanh thu cao nhất mọi người cũng có thể thấy channel phone rất được thị trường đón nhận dù huy nghĩ chỉ là làm khớp với ben Elks mà công ty vẫn đang sử dụng theo yêu cầu của mảng điện thoại cái đó là thành quả tự tạo ra sao vậy cũng được coi là năng lực à theo đó ví dụ về thành công của điện thoại channel ben Elks dự kiến sẽ được ghi chép vào tài liệu đào tạo nội bộ trưởng phòng âu hỏi a à, cái này là người phụ trách hrd yêu cầu à bận lắm đó không sao chứ cho những bạn không biết thì hrd là phát triển nguồn nhân lực dù huy nghĩ khó đúng không vì muốn bảo toàn thành quả của bản thân nên đã nhờ bộ phận hrd rồi thành ra bị phản đam Tổ phó xin đáp vâng thưa nhóm trưởng dù có khó nhưng nếu giúp được công ty thì phải làm chứ ạ. À? Hắn trả lời quá ngọt trưởng nhóm Âu liền khen hắn tin tốt đấy làm cho thật tốt xem, nếu cần gì cứ nói, ta sẽ hỗ trợ, rồi hắn cúi đầu vâng thưa nhóm trưởng. Rồi trưởng nhóm cho người tiếp theo lên, tổ phó tổ 3, Choi Min Hee. Là về sự thay đổi thông số thiết bị định vị cho Huyên IEL. Lát sau mọi người đã họp xong. Một người thắc mắc hỏi mọi người cùng nhau bước ra tụi mình nhìn là thấy ngay sao nhóm trưởng không nhận ra nhỉ, tổ phó xin làm quá thật, cũng chẳng có gì đặc biệt thì đó trưởng nhóm âu vui vẻ nói trợ lý bác cậu vất vả rồi làm tốt đề án dự phòng và giúp dự án lần này thành công nhé Bác sung u đáp vâng tôi sẽ chuẩn bị không chút sai sót nào tên gô mệt mỏi mà ngã người lên ghế rời ơi xong rồi tổ phó xin nói anh cũng vất vả rồi cùng uống tách trà chứ ạ gô gia liền bảo cà phê tổ phó xin cũng đồng ý luôn được ạ à, rồi cả hai cùng đi đi thôi du hin đứng đó nhìn hai người họ mà nghĩ cuộc gặp gỡ của tên rác rưởi ích kỷ và tên nhân cách thối nát có cảm giác bất an hơn bỗng bắc sung u từ đâu xuất hiện hỏi nghĩ gì đó trong bụng đang chửi tôi chứ gì Du Huyên liền bảo dạ không tôi chỉ đang ngơ ngẩn chút thôi ạ. À. Rồi hai người cùng rất tay nhau đi về nơi của mình. Người nói người trả lời vô cùng rôm rả. Bác Sung U nói buổi họp kết thúc là tôi cũng sụi luôn, nhưng tầm này cũng xem như kết thúc tốt đẹp. Du Huyên khen anh vâng, hôm nay anh làm rất tốt ạ. À. Sung U mở lời dù anh đi uống cà phê tăng ca mãi nên cũng muốn uống chút cà phê. Du Huyên ngại ngùng gãi đầu, tôi xin lỗi vì tôi nói mấy lời không đâu trong buổi báo cáo tổng kết nên việc của trợ lý. Sung U không để cậu nói hết mà kẹp cổ cậu bảo đúng đó mau lại đây vì cậu mà tôi vất ả muốn chết. Du Huy cười vui vẻ ạc xin anh tha thứ thưa mentor nói vậy chứ không đến mức chết nghĩ là việc của mình nên tâm trạng khá lắm người mentor này sẽ cho cậu thấy lễ hội chuẩn bị giật mình đi du huynh cười mà đồng ý sẽ đón chờ lễ hội vâng nhưng mà tiệc công ty có vẻ là ác mộng với mọi người đây là tiệc công ty đầu tiên của tôi sung u mới giải thích cho anh bất tiện lắm chứ hòa hợp với tiền bối cũng là một loại công việc du huynh ngỏ lời hỏi vậy không đi có được không ạ à? sung u mới hỏi anh muốn bị ghim à dạ không vậy đừng cần nhận nữa và cứ thế một ngày như chiến trận đã đến lúc chạng vạng trời đã sáng thứ sáu máu lửa Du Hiên xem điện thoại để xác nhận lại ngày tháng hôm nay chính là ngày diễn ra tiệc công ty. Chắc không phải máu lửa thật đâu. Điều thuốc lá đâu đó trên đường bị ai vô văn hóa ném ở đó. Thì có một người khác không biết dơ dặm lên còn trà trà nữa. Ở trạm ga tàu, tiếng thông báo vang lên tàu sẽ đến ngay bây giờ, xin quý khách chú ý lùi ra sau. Ở một tòa nhà chọc trời nào đó. Có bước đi của, Du Hiên, cậu có vẻ như nhìn thấy gì đó nhưng mà cậu đã tự nói với mình chắc mình nhìn nhầm nhỉ. Ở chỗ khác tiếng chuông điện thoại reo lên. Một bóng dáng quen thuộc hắn hỏi, sao? Thằng em. Tên con đồ lúc trước đắc ý bảo cuối cùng cũng biết rồi đại ca. Thằng nhẽ đó làm ở Han Sung, nhận được thông tin Han Sung. Hắn ta khen, được lắm. Phải trả giá cho việc đụng vào bọn tao chứ, từ giờ mày đi làm không yên đâu. Bỗng hình dáng của Du Huynh xuất hiện trước hắn như một vị thần hỏi mày vừa nói cái gì? Trên đường phố một tiếng hét lớn thu hút sự chú ý của mọi người tránh ra. Mọi người trên đường hỗn loạn nhao nhao a à, a à, gì vậy gì đây đã bảo tránh ra. Tại phòng vệ sinh tên con đồ theo dõi han huynh đứng đó thở dốc chửi thầm đờ mờ vẫn đi theo nó như mọi khi sau nay lại phát hiện chứ thằng chó quỷ ma lần nào gặp cũng lạnh sống lưng ớ hắn nhìn xuống hai tay mình chống không khẽ ủa đâu mất rồi ớ hắn lục tìm khắp người cũng không thấy điện thoại của mình đâu tại chỗ tên con đồ đứng vừa nãy han du huynh nhặt chiếc điện thoại bị rơi ở dưới đất lên anh vừa đi vừa hứng thú nghiên cứu chiếc điện thoại này đến tập đoàn công ty trong phòng có người hỏi mày hả cái đứa lấy giấy tờ quan trọng vứt trong phòng photo làm nháp ly nghe vậy quay sang nhìn vào chồng giày được người đó mang tới Li Chan Ho giải thích nó nằm trong hộp giấy nháp nên tôi mang đến phòng photo mà. Do Chan Giang không muốn nghe anh giải thích nói nhìn mày kìa. Ông ta trách cứ cấp trên trong công ty chỉ dạy cho mà ngồi cợt nhà thế à? Ở nhà ba mẹ mày dạy mày cư xử kiểu này với người bề trên hả? Li Chan Ho vội đứng lên cúi đầu nhỏ giọng nói dạ không ạ. À. Go Ja Jun dọa nạt anh chàng nghe cho rõ đây nếu cứ không xác nhận lại tài liệu mà đã đem đi thì sai nhân viên hợp đồng hay lao công chứ việc gì cần đến sếp. Li Chan Ho cố giải thích nhưng tổ trưởng nhiều giấy nháp như vậy làm sao có thể kiểm tra từng tờ một được ạ? À? À ông ta khẽ nói rồi đưa tay về phía Ly Chan Hồ. Để mạnh anh một cái nói mày. Ha Du Huy nhìn thấy hết mọi chuyện nhưng anh không nói gì cả. Gô Gia -ja Jun được như bị chọc vào chỗ đâu hung ác hỏi lời nói có gai đấy nhỉ sao tao là người suốt đời làm tổ trưởng nên kinh hả. Ly Chan Hồ sợ xanh mặt không nói gì. Do Cha Giang thấy vậy được nước lấn tới để Ly Chan Hồ thêm một cái nữa hỏi kinh hả. Ly Chan Hồ không dám phản kháng chỉ lắp bắp đáp lại dạ dạ không ạ à, lần sau tôi sẽ xác nhận kỹ hơn. Bỗng có người đi tới bắt lấy cái tay đang đẩy người của Gô Gia -ja Jun nói ngưng được rồi đấy ạ thì ra người đến là Kim Huyên Minh anh nói em nó hứa sẽ cẩn thận rồi mà còn gì nữa sao ạ à, tổ trưởng Gâu Gâu không làm được gì tức giận quát bỏ ra Kim Huyên Minh chẳng quan tâm hỏi chẳng lẽ định đánh nhau với tôi sao Gâu biết không đánh lại chỉ nghiến răng nhìn anh chàng không nói gì bỗng ông ta nổi điên lên hết nè Kim Huyên Minh cậu là tổ trưởng mà nhu nhược quá nên nhân viên mới như vậy đấy chỉnh đốn đi Kim Huyên Minh xoa dịu ông ta nói vâng vâng tôi công nhận đều là lỗi của tôi lên mới thành ra vậy nên anh nguôi giận đi ạ à. lúc đó Gâu Ra mới nguôi giận rời đi còn không quên lẩm bẩm suýt nữa thì lớn chuyện còn gì tài liệu cơ mật thế này Kim Hyun Min đi qua không quên nhắc nhở Ly Chan Ho Chan Ho à lát nữa ở tiệc công ty phải tránh xa tổ trưởng Jo hết mức có thể, Ly Chan Ho ỉu xìu đáp vâng. Han Ju Hyun suy ngẫm nhìn về phía Go Jun -ja rồi đi, ánh mắt anh như có điều ngần ngẫm. Lúc 18:30 vang lên tiếng hôm nay mọi người cũng vất vả rồi, một người hỏi biết địa điểm liên hoan rồi chứ? Ly Chan Ho nhắc nhở mọi người là quán rất nhiều thịt ba chỉ ạ à, có thể nâng cấp thịt cắt lát dày ạ à, nếu đến muộn phải trả thêm phí nên hãy đến ngay đi ạ. Kim Eun Jang cùng đi với Han Ju tức núi nói nếu tổ phó cũng đi thì tốt biết mấy quá ạ. À. Choi Min Hi tạm biệt nói tôi xin lỗi vì mấy đứa nhỏ nên hôm nay không được rồi lần sau tôi nhất định sẽ đi. Cô đồng nghiệp ấy chỉ đành vâng đáp lại cô. Choi Min Hi quay sang nói với Han Ju Hyun vậy tôi về trước đây cậu Ju Huynh cũng chơi vui vẻ nhé. Hai người Han Ju Huynh cúi đầu chào nói chị đi cẩn thận ạ. À. Rồi họ cùng nhau rời đi. Han Ju Hyun hỏi Kim ơn Giang đi cùng tiền bối tiệc liên hoan là thế nào ạ? À? Kim ơn Giang chỉ là mấy món ngon ngon rồi say rượu làm ẩm ý vậy thôi. Han Ju Hyun tiếp tục trò chuyện tiền bối uống tốt không ạ? À? Cô nàng lắc đầu không tôi hoàn toàn không uống được ư ư không được không được. Han Ju hỏi tiếp vậy chắc sẽ miễn cưỡng uống ạ. À? Kim Ân răng nghỉ ngẫm nói cũng không đến mức ép uống đâu nhưng thỉnh thoảng cũng có người như thế. Han Ju xung phong hôm nay tôi làm kỹ sĩ giúp tiền bối nha. Cô nàng thấy vậy từ chối nói ây không sao đâu dù sao cũng cảm ơn đã nói vậy. Han Ju thầm nghĩ có lẽ sau này lại có người rời công ty vì tổ trưởng Go -ja Jun. Tiền bối Kim Ân răng. Tại quán có người nâng ly nói nào nào mọi người chú ý. Trưởng nhóm Âu Gia -ja Han nói tiếp hôm nay chỉ làm tăng một nhẹ nhàng thôi mọi người tự biết tử lượng chứ. Mọi người đáp lại vâng. Nào nâng ly lên vì tin kế hoạch sản phẩm cạn ly thịt nướng thơm ngon bầu không khí náo nhiệt có người nói nào bây giờ bắt đầu giới thiệu nhân viên mới của tháng này ha du huynh đứng dậy nói chào mọi người tôi là nhân viên tổ ba một người nói xen vào tất cả mọi người chú ý chú ý camera trong quán đang bật thịt từng miếng thơm ngon được cắt xuống chảo có người khen ngợi ôi chao ơn răng nướng thịt đỉnh quá kim ơn Giang nghe vậy đỏ mặt đáp nhà tôi có cửa hàng thịt đó ạ ly chan hô nói thỏ nào tay chân nhanh nhẹn không phải dạng thường đâu không khí đang vui vẻ bỗng có người đi tới nói ê hoang đông xích tránh ra một chút hoang đông xích quay lại nhìn người đến hóa ra là Jun đã say ông ta thấy anh không động đậy liền nói không nghe hả tôi bảo tránh anh chàng hoang đông xích đành bối rối rời đi nhường chỗ cho ông ta Jun ngồi xuống thấy ly chăn hô muốn rời đi liền nói này cậu ngồi đó tôi có lời muốn nói nghe thấy ông ta nói với mình ly chăn hô ngạc nhiên hả Jun lại quay sang nói chuyện với kim ơn răng kim ơn răng nhìn mặt cô không vui nhỉ hay tôi đi nhé kim ơn răng nghe vậy bối rối đáp không đâu ạ à? kim ơn răng bưng chai rượu hướng về Jun hỏi tổ trưởng anh nhận một ly chứ ạ à? ép người nói không không ơn răng phải uống đầu tiên chứ kim ơn Giang lặng yên không đáp một lúc sau cô nhỏ giọng từ chối tôi không thể uống rượu nên không để kim ơn răng nói hết câu gozaun -ja đã nói ơ hơ tiền bối mời mà dám từ chối biết lễ nghĩa không không cho cô trả lời ông ta lại tự nói biết chứ gì nhất định phải uống cạn rồi cứ vậy rót rượu cho cô kim ơn Giang cố giải thích tôi nói thật đó ạ tôi chỉ cần uống một ly là mặt sẽ nóng bừng tim đập thình thịch nên là gozaun -ja không muốn nghe nói cứ từ chối mãi vậy nghĩ cho thành ý của tôi mà uống một ly cũng không được sao này kim ơn Giang uống đi kim ơn Giang bê ly rượu lên suy tư rồi cuối cùng cô vẫn đành uống cạn khi uống xuống cô giật mình nhận ra nước cô đỏ mặt nhìn sang han du huynh vẫn ngồi yên bên cạnh bỏ qua tiếng cười nói của dô chan răng ô ô ô ơn răng nhà mình u ong giỏi nhỉ bỗng điện thoại trên bàn có người gọi tới han du huynh nhìn theo nhân lúc đó đổ ly rượu đang cầm trên tay đi dô chan răng quát lớn thu hút sự chú ý của mọi người này với lại ly chan hồ dạo này có vẻ cậu hơi bất mãn với tôi đó có gì thì nói đi han du huynh nâng ly nói tổ trưởng dô tôi mời anh một ly được không ạ à? tôi là nhân viên mới han du mong anh giúp đỡ nghe vậy Jo chan giang hỏi lại nhân viên mới ông ta tự mãn nói nhóc này vẫn chưa biết nhỉ han du huyên tỏ ra không biết hả một tiếng ông ta đặt ly xuống bàn nói tiếp rượu ấy mà càng vui thì càng rót nhiều han du huyên làm như hiểu ra nói a à, xin lỗi anh tôi mắc lỗi rồi ạ à. tôi cũng sẽ rót lại cho anh nói rồi anh nhanh chóng lấy chai rượu đi rót cho gozazun ông ta thấy vậy khẽ rủa thầm thằng khốn này gozazun đành nhìn rượu ngày càng được rót đầy mà không làm gì được kim huyên min ở bàn khác không quên chen miệng vào ha 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 tổ phó Gô làm hết một lần luôn nhỉ mọi người cũng nhao nhao nói tổ phó Gô hôm nay anh đối ẩm với nhân viên mới à cũng phải anh đâu phải người để thừa rượu lại đâu, cố lên ạ. À. nghe mọi người khiêu khích thì đành phải cầm ly rượu lên. Làm ra vẻ hào phóng nói được lắm để xem khí phách trong tin đồn nào. One shot, han bê ly rượu đáp lại vâng. Gozazun cầm ly rượu lên tu từng ngụm lớn. Ly rượu vơi dần vơi dần. Sắp chạm đáy. Lúc này Hanzu đặt ly rượu xuống bàn nói tôi không uống nổi ạ à hừ hừ. Anh còn phe phẩy cái tay như đầu hàng nói tôi xin thua. Gozazun đã uống đến giọt cuối cùng nghe vậy quay sang nhìn. Ông ta cầm ly rượu rỗng nói cậu đùa hả? Han Du Huynh cúi đầu xin lỗi tôi uống rượu không giỏi xin lỗi anh. Lúc này ông ta cũng nhận ra là Han Du Huynh có tình lừa ông ta uống mắng thầm nó cố tình chơi mình nó. Ông ta nhớ lại đoạn đối thoại với Xin Chan Dao nó tính toán đúng lúc giám đốc đi qua, rồi lớn tiếng xin lỗi trước mặt bao nhiêu nhân viên biến ta thành thằng ngu. Lúc đó ông ta còn không tin nói lý nào nhân viên mới sao lại tinh danh vậy được. Xin Chan Dao nói thật đấy ạ à, phải thế nào thì tôi mới kêu ca với tổ trưởng Do chứ ạ. À. Tổ trưởng cứ thử một lần là nhận ra ngay. Nghĩ đến đó ông ta liền tức giận quát lớn thẳng thằng khốn cầm chai rượu trên bàn lên vừa chửi vừa muốn đập vào đầu han huyên dám đem tao ra đùa kim ơn răng sợ hãi không dám nhìn đám người kim huyên minh nghe thấy ồn ào cũng quay sang nhìn thấy tình hình không ổn kim huyên minh chạy nhanh đến muốn ngăn cản còn tên xin chan rong thì đang ngồi một bên xem kịch cười xấu xa han huyên ngồi yên không nhúc nhích han huyên nhớ lại những lời chửi rủ của goza jun với li chan ho trước kia gì đây sao không làm theo lời tôi dạ sự tồn tại không chút sai lầm lần trước tôi đã bảo chuẩn bị trước rồi còn gì anh nói vậy khi nào ạ à? sự tồn tại hoàn hảo khi nào là sao vậy ý cậu là tôi theo dệt nên chuyện không có sao những lúc như thế ly chan hô chỉ dám cúi thấp đầu nói dạ không ạ à, mà ông ta lại càng được nước lấn tới mắng thẳng khốn này coi người khác là kẻ nói dối à han huyên thầm nghĩ sự tồn tại ưu việt hơn kẻ khác anh lại nhớ đến lời của go -ja nói với các đồng nghiệp thấy chưa không nghe lời tôi nên kết quả mới tệ thế này tôi nói đúng chưa không biết đâu từ giờ mấy người tự chịu trách nhiệm rõ chưa và là sự tồn tại quan trọng nhất trên thế gian này vì mấy người làm việc hỏng bét mà ảnh hưởng đến tôi tôi tuyệt đối không tha nhưng luôn đẩy hết việc cho hậu bối việc còn lại chỉ là yêu bản thân điên dại nhớ lại hình ảnh ông ta đẩy ly chăn hô lúc đó ông ta còn đầy thách thức ê mày để mạnh khiến ly chăn hô lảo đảo ngã về sau ông ta đâu dừng lại ở đó còn mắng anh chàng sao mày kinh vì tao suốt đời chỉ làm tổ trưởng sao mà anh chàng ly chăn hô không dám phản kháng chỉ co rúm lại nói dạ không ạ à, sau này tôi sẽ xác nhận kỹ hơn dẫm đạp người yếu hơn là hành động chính đáng vì bản thân từ đó ánh mắt han du huy nhìn ông ta đã có sự thay đổi tên đó trong ánh mắt anh có sự kiên định là gánh nặng chung han du huy bấm số điện thoại anh đứng bên đường nghe điện thoại alo một han du huyên nói trong tâm trí anh nhìn đi rốt cuộc thì cậu chính là tôi không han du huyên phản bác tôi khác không gạt bỏ kẻ khác vì thành công của mình trở lại với thực tại han du huyên khẽ đưa tay chạm vào cái bàn do chan răng trong mắt chỉ có lửa giận mắng thằng khốn cầm lấy chai rượu mắng đem tao ra đùa rồi đập chai rượu đó về phía han du huyên bàn tay của han du huyên cầm vào cái bàn đó chiếc bàn khẽ di chuyển về phía han du huyên dựa vào bàn làm điểm tựa muốn đánh han du huyên cũng vì vậy mà cho đảo ông ta sợ hãi ơ cả người ông ta ngã vào bàn, mặt thì ngày càng gần với bếp nướng làm ông ta sợ hãi hết toán lên à à. à. Gozaun không kêu nữa nhìn chằm vào bếp nướng nóng ngay trước mắt. thì ra Hanjuhun đã đỡ ông ta. nhân lúc không ai để ý nói thầm vào tai Gozaun tổ trưởng cũng ở đây ra ngoài thì mắng tôi thì thế nào ạ? À? Tổ trưởng dô đáng kính. nhìn thịt đang chín trên bếp nướng. Gozaun sợ hãi không dám nói gì. ông ta nhanh chóng đứng dậy nói với mọi người không có gì đâu không có chuyện gì cả nên đừng quan tâm đang làm gì thì làm tiếp đi. rồi lại quay sang nói với Hanjuhun e tân binh ra ngoài nói chuyện chút đi. Han Huyên cũng làm như không có chuyện gì nói a à, vâng tôi biết rồi thưa tổ trưởng rô Kim Ân Giang níu tay Han Huyên lại nói cậu cậu Du Huyên đừng đi. Nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của cô nàng Han Huyên cười tươi chấn an cô không sao đâu ạ à, tiện thể ra ngoài hóng gió rồi vào ạ. À. Gô Go -ja Jun đi trước khẽ hắn giọng e hèm. Kim ơn Giang đưa mắt nhìn theo bóng dáng Han Huyên đi xa dần. Bên ngoài quán tại một nơi vắng người giọng của Go Ja Jun truyền tới mày coi thường người trong công ty à. Han Huyên bình thản đáp dạ không ạ. À. Go -ja Jun hỏi như sao thằng nhóc như mày lại vinh vào thế. Hazuhin làm như không hiểu nói tôi không biết anh đang nói chuyện gì mong anh nói cụ thể hơn ạ. À? go lúc nãy đã bị anh dọa cho sợ nhưng vì mặt mũi ông ta vẫn giơ tay lên dọa nạt cái đó ở đâu cái thói cãi nhem nhèm thế hả? À? Điện thoại trong túi Hanju Huyên reo lên reng reng. Anh không quan tâm tiến sát lại gần ông ta hỏi anh nghĩ như thế sao? Gozazun hỏi một câu không đầu không đuôi không cục mắt lên à? Ông ta tức giận mắng mà biết có một đôi mắt trong bóng tối đang nhìn ông ta mày lươn lẹo hả muốn cuộc sống công ty của mày dối mù không? Đúng vậy đâu chỉ có bạo lực thể chất mới là bạo lực. Bỗng từ đằng sau một bàn tay đặt lên mặt ông ta, ông ta thấy thế quát lớn đứa nào dám đặt tay lên tên mặt sẹo vừa nghe điện thoại vừa đi tới hất mạnh gozazun sang một bên âm trầm nói tránh ra gozazun đập đầu vào tường máu bắt đầu chảy ra hắn ta đi tới nói đằng đằng khí thế như vậy mà lại bơ điện thoại của tao không nghe máy thì tao đến tìm là được mà hazu hin dừng dưng nhìn gozazun ngã dưới đất nói với tên mặt sẹo ở chỗ này mà dám bạo lực như thế lad tội đó theo sau hắn ta là một đám đàn em hắn coi thường đáp tội đứa có tội thực sự là mày đó thằng chó dám đe dọa tao à đe dọa huyên nhớ lại cuộc gọi trước đó buổi sáng hôm nay. Tôi nhặt được điện thoại. Cuộc gọi cuối cùng là đến số mày có lẽ là thân với chủ nhân điện thoại nên tôi muốn cảnh cáo một chút. Vì tò mò nên tôi mở ra xem thử đó. Nhưng trong điện thoại này có nhiều thứ hay ho lắm, làm việc chăm chỉ bất kể ngày đêm, chắc thành tích cũng được lắm. Lúc đầu định bỏ qua vì tưởng chỉ là mấy thằng đầu gấu trong khu, có cả cấp bậc cơ đấy, nên tao đổi ý rồi muốn làm việc trượng nghĩa một chút. Tao định ngày mai nộp cho cảnh sát, tên Lưu manh nghe vậy cũng không sợ đáp vậy thì chỉ cần đi nộp là xong mà. Sao phải gọi tao vào giờ này để đe dọa? mày muốn gì tiền giọng han du huyên vang lên trong điện thoại mày xem tao là gì hạ đây là lòng tốt của tao đó cho mày thời gian kiểm điểm sâu sắc và sám hối anh chó giang hồ ạ à. nghe vậy tên mặt sẹo âm trầm hỏi đàn em mày cho minji theo đuôi nó rồi chứ tên đàn em đứng một bên đáp vâng giờ thằng đó đang ở gần đây đang liên hoan công ty tên mặt sẹo đứng lên rời đi nói đi tìm điện thoại tên đàn em đi theo sau đáp vâng đừng có mà lầm tưởng trở lại thực tại han du huyên thách thức hỏi sao đây tao đâu có ý định trả lại điện thoại ngon thì tới đây mà lấy người gọi bọn mày đến đây chính là tao còn làm gì đó có bốn đứa mà sợ à nghe thấy han du huynh khiêu khích như vậy tên mặt sẹo nổi điên gầm lên gừm sao lại gọi bọn mày đến hả nhìn gozajun đang ôm đầu nằm trên đất không hiểu chuyện gì han du huynh thầm nói dĩ di công di dùng người di đánh người di tên mặt sẹo lao nhanh tới đánh han du huynh nhưng bị anh né được hết chiều này tới chiều khác đám đàn em cũng xong tới giúp đại ca mình một tay han du huynh nhảy lên né tránh ở trong góc camera đã ghi lại hết thảy như nơi họ đang đánh lại càng ngày càng tới góc khuất camera dẫn được đám người đến đó han du huynh không thèm né tránh nữa tên mặt sẹo rùa anh thằng chó này né giỏi như lươn nhỉ nhưng ngay sau đó han du huynh đã đấm cho hắn ta một cái đau điếng hắn ta không kịp né tránh an chọn cú đấm của han du huynh người hắn ta cứ như vậy đổ về sau đám đàn em đang chạy tới thấy không ổn gọi lớn đại ca mấy thằng đầu gấu còn tốt hơn mấy tên đàn em lao tới trả thù cho đại ca của mình tức giận chửi thằng chó dùng bạo lực để trừng phạt nhẹ nhàng cũng được mà từng tên lao đến đều bị han du nhanh chóng đánh bại anh không chớp mắt nhìn chúng dùng những thứ võ anh học được đánh gục cả đám nhưng dùng bạo lực tinh thần với một người có địa vị cao dù có chơi không công bằng vẫn rất mệt mỏi gozaun nằm ở một góc thấy han du huynh đánh đám côn đồ thì chừng lớn mắt sợ hãi không thôi càng làm họ tàn độc hơn ông ta run rẩy nằm đó nhìn han du huynh đứng trong bóng tối tôi cảnh cáo đó tổ trưởng gozaun hai mắt gozaun sợ hãi trừng trừng nhìn vào han du huynh đừng có tùy ý hàm hồ trước mặt người khác han du huynh cứ vậy ngược sáng đứng đó nhìn ông ta trên bàn ăn lúc này chỉ còn một mình kim ơn giang ngồi đó ngẩn ngơ cô lo lắng nói hai người họ ở cùng nhau thật đáng lo tôi phải ra xem thử mới được nói rồi cô đứng dậy muốn đi xem tình hình thế nào li chan hô thấy cô muốn đi bản thân cũng đứng dậy nói tôi đi cùng nữa ở chỗ han du huyên lúc này Go -ja Jun đang sợ hãi nằm dưới đất nhìn han du huyên đang ngược sáng tiến về phía ông ta điện thoại rơi lăn lóc dưới đất kim ơn giang lúc này cũng vừa đến nhìn thấy cảnh này không khỏi giật mình li chan hô đi sau thấy kim ơn giang đứng sững tại chỗ không khỏi khó hiểu hỏi sao vậy có chuyện gì vậy cô ơn giang Hajugin lúc này đang cầm tay một tên côn đồ kéo đi. Sau khi nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn trong ngõ nhỏ, Li Chan Ho không khỏi kinh hãi hỏi cái chuyện quái gì. Rồi anh vội vàng bấm điện thoại gọi cho cảnh sát, "Alo, cảnh sát phải không ạ?" À? Miji lúc này cũng chạy tới hoảng hốt gọi anh. Trong màn đêm ở một ngõ nhỏ, từng bước chân vội vã vang lên. Tên mặt sẹo cùng mấy tên đàn em được Miji hộ tống chạy trốn. Ở cửa quán ăn xe cứu thương đã đến, mọi người cũng nháo nhào sợ hãi, "Có người chất vấn chuyện gì đây? Trợ lý Kim cậu phụ trách tiệc hôm nay nên đi theo đi hôm sau gửi báo cáo cho tôi." Kim Hinh Min tự dưng nghe thấy tên mình không hiểu chuyện gì dạ một tiếng. Hôm sau trong công ty mấy người lén hút thuốc khẽ bàn tán với nhau nghe chuyện chưa, sao? Tiệc liên hoan hôm thứ sáu, một người hỏi bọn lưu manh gây sự đánh nhau ấy hả? Người khác lại hỏi tổ trưởng Jo ăn một nhát rồi được đưa vào viện hả? Cái tên to xác thìn cận đó á, nhưng cái cậu nhân viên mới của team kế hoạch sản phẩm ấy mà. Đám người Kim Ân Giang cũng đang nói về chuyện đó ở trong văn phòng, cô nàng kiêu ngạo khen ngợi không nhờ cậu Han Du huynh cứu thì lớn chuyện rồi còn gì. Cô nàng ngồi hóng chuyện trước mặt không khỏi cảm thán trời ơi đánh đấm giỏi lại còn đẹp trai còn thiếu cái gì nữa đâu chứ. Kim Ân Giang nghe vậy cũng đồng tình nói hôm đó cậu ấy đích thực là anh hùng chứ không thầm lặng nữa. Xin Cha rong nghe thấy Han Ju Hyun được khen ngợi khó chịu xì một tiếng. Han Ju Hyun ngứa tai lấy tay gãi gãi thầm nghĩ chuyện hôm thứ sáu truyền hết miệng này đến miệng khác đã thành tiểu thuyết kiếm hiệp mất rồi. Gãi gãi cái tai xong còn không quên lẩm bẩm a ngứa tai quá. Anh không khỏi nghĩ tổ trưởng Go Zha Jun thì nghỉ phép không đi làm, nhìn vào chỗ Go Zha Jun trống không. Bỗng lúc này có người khẽ gọi nè Han Ju Hyun. Mấy anh chàng đồng nghiệp hóng hớt hỏi nghe nói cậu chạm chán một băng đảng rồi đập bọn nó như tử hả? Tin đồn đó là thật sao? ha du hinh ngại ngùng xoa đầu nói băng băng đảng gì đâu thiệt tình chỉ là mấy vị khách xe xỉn đi qua lèm bèm gây sự chỉ cự cãi đôi chút thôi tin đồn bị thổi phồng lên rồi anh đừng tin quá minh dông húc không tin nói này loạn cào cào đến nỗi cảnh sát và xe cứu thương đều được điều động mà bảo là cự cãi đôi chút kim huy minh khẽ nói này mấy nhân viên mới kia anh chàng đứng bên minh dông húc ngẩng đầu lên đáp vâng kim huy minh nhàn nhạt, nhạt nói tiếp có người bị thương nên bầu không khí ở đây không được tốt đừng ồn ào nữa mau về chỗ đi nghe vậy hai người minh Dung húc vội vội vàng vàng rời đi xoa đầu cười xòa đáp vâng Choi Min Hee từ sau khi cậu Du Huyên vào tổ ba chúng ta có sinh khí hẳn lên nhỉ? Kim Jang Kiêu nghe vậy cũng hùa theo không phải sinh khí đâu mà là cực hạn đó ạ à, tổ phó Choi. Kim Jang Kiêu khóc lóc kêu than ngày hôm đó chị không đến quả thực rất may đó ạ à, tôi cảm giác như người ta có thể tử vong vì liên hoan công ty vậy tôi đã vất vả biết bao nhiêu. Kim Huynh Minh khinh bỉ nói ai bảo cậu nỗ lực như vậy đâu. Chờ mà xem từ giờ trở đi cậu sẽ trúng thầu luôn việc chuẩn bị tiệc công ty. Trưởng nhóm Âu Gia Han từ đâu đi tới nghiêm giọng hỏi ở đây có vẻ náo nhiệt quá nhỉ, thấy người đến mọi người sợ hãi nhỏ giọng ọc nhóm trưởng ông ta đi tới hỏi tội Kim Huyên Minh tổ trưởng Kim sao báo cáo dự án của tổ ba chỉ có vỏn vẹn một trang vậy Kim Huyên Minh bình tĩnh đáp ấy không phải đã nói miệng rồi sao ạ à? chỉ làm cho nhóm trưởng xem thôi thì đâu cần tài liệu gì nhiều ạ à? nghe Kim Huyên Minh nói vậy ông ta tức giận quát lớn ta phải biết chính xác rồi mới báo cáo với giám đốc được chứ Kim Huyên Minh chẳng quan tâm ông ta có tức giận hay không thản nhiên đáp lại vậy đến lúc đó tôi sẽ nói lại ạ à, hôm nay thấy anh có vẻ u ám quá bệnh thứ hai chăng. Âu Gia Han không nói nổi nữa liền khoát tay nói hử không được rồi đến chỗ của tôi ngay lập tức lập tức Kim Huyên Minh đứng lên chậm gì gì đi theo nói vâng tôi đi đây ạ à, đi đây. Bắc Sung U cùng Han Du Huyên thì thầm to nhỏ với nhau thì tổ trưởng nhà mình là vậy đó, không sao chứ ạ. À? Bác Bắc Sung U nói lo lắng gì đó là người có tinh thần vững vàng nhất công ty này đó, Han Du Huyên đáp vâng. Trong lòng anh thầm nghĩ đúng là vững vàng nhất tổ trưởng Kim Huyên Min thứ cảm nhận được từ anh ấy trong chiến trường này. Hai người Kim Huyên Min và Âu Han đang nói chuyện trong phòng, Kim Huyên Min nói hang say quên trời quên đất còn Âu Han ngồi nghe anh nói chỉ thấy nhức đầu mà thôi. Không tham vọng cũng không có chút tinh thần trách nhiệm. Han Du Huyên nhớ lại lời Kim Huyên Min nói với mình ở kiếp trước cậu cảm thấy nếu không có công ty thì sẽ chết đúng không? Lúc đó anh không hiểu khẽ hỏi lại dạ. Kim Huy Min vác ba lô lên vai rừng dưng nói ngược lại đấy nếu không có những nhân viên nỗ lực như cậu thì công ty sẽ chết. Han Zuhin lúc đó còn hỏi lại anh ý anh là gì vậy ạ. À? Nhưng giờ đây Han Huynh hình như đã hiểu ra rồi anh ấy tựa như chỉ đến công ty để vui đùa. Nhớ lại lời Kim Minh nói chỉ là nếu cậu ung dung mà làm thì sẽ tốt hơn cuộc sống mà có gì đặc sắc đâu. Là người vô cùng khác mình lúc trước mình từng vô cùng ghét cái bộ dạng đó của tổ trưởng Kim Minh không biết chừng có cả khinh miệt. Bỗng giọng Bắc Sung U truyền tới hỏi Han du à chuyện chúng ta nói lúc trước ấy Ju Huyên lấy lại tinh thần đáp a à vâng. Bắc Dung U nói tiếp về điện thoại cảm ứng giá rẻ. Ju Huyên làm ra vẻ quyết tâm nói tôi đang rất kỳ vọng đấy ạ à, trợ lý Bắc. Bắc Dung U thở nằm dài trên ghế ý tưởng thì hay đấy phù chúng ta là team đảm nhiệm linh kiện mà. Ju Huyên giơ ngón cái nói vậy thì sản xuất một Beno tuyệt đỉnh chứ ạ. À? Bắc Dung U chán trường đáp vấn đề là nó đó team chúng ta không phải là team sản xuất toàn bộ các linh kiện không có cách nào để tạo ra sản phẩm. Ju Huyên nói dẫn vậy cũng không thể đề xuất với công ty ạ à, ý tưởng rất hay cơ mà. Bác Sung U nói ra suy nghĩ của bản thân nhưng công ty lại không có kênh chính thức để tiếp nhận những loại ý tưởng kiểu này. Han Du Huynh nói vậy thì mình đề xuất bằng cách không chính thức thì sao ạ? À? Bác Sung U ngồi dậy buồn chán nói tiếp bọn họ xem chúng ta là những người chẳng biết gì về điện thoại, liệu sẽ chấp nhận đề xuất của chúng ta không? Tự nói anh tự trả lời tuyệt đối không. Riêng việc xử lý ý tưởng của bọn họ thôi đã đủ nhiều rồi, Han Du Huynh không nói gì nhưng trong lòng anh thầm nghĩ không sai tựa như cấp dưới mà lại đề nghị cấp trên làm việc. Bác Sung U ngậm cây bút trong miệng khẽ lẩm bẩm chỉ là hơi bức bối một chút thôi. Hãy thử cố gắng phát huy trí tưởng tượng thêm chút nữa đi ạ. À vì điện thoại giá rẻ của trợ lý Bắc sẽ là nút thắt khiến tổ ba thay đổi đó ạ. Tại phòng tập có tiếng nói gì đây anh làm ở tập đoàn lớn thì tăng ca như cơm bữa mà, bộ anh làm việc ở võ đường hả có đúng anh làm ở Han Sung không đấy? Han Du Huynh nghe thấy vậy ung dung đáp vì anh thích vận động nên tăng ca là đến đây ngay anh có đi làm à. Anh chàng đó lại tiếp tục nói vậy cấp trên ở đó cũng dễ tính ha đúng là một chỗ làm như trốn thần tiên. Tiếng Han Du Huynh đáp lại nói linh tinh anh là nhân viên mới nên chưa có việc gì mấy. Anh chàng đó nghe vậy vui mừng nói vậy hay quá lát nữa so tài với em một lần đi. Han Du phũ phàm nói anh từ chối. Kim đồng hồ chỉ 10 giờ 40 phút. Trong phòng làm việc vẫn có tiếng thở dài phù. Nếu điện thoại BDA phá sản thì dòng điện thoại trà leo cũng không cứu được doanh số. Hóa ra người đó là Bắc Sung U. Anh chàng vẫn chưa về đang ngồi lẩm bẩm suy tư một mình ở đó. Ư ừ, nếu vậy dòng điện thoại giá rẻ mà mình và Du Huyên lên ý tưởng mà thành công thì sẽ giải quyết được vấn đề. Bỗng có người xuất hiện giơ ngón cái lên với anh nói cố lên ạ. À. Han Du Huyên hiện lên trong tâm trí của Bắc Sung U nói rằng anh là mentor của em mà em tin anh sẽ làm được. Bắc Sung U bất đắc dĩ nói thằng nhóc Han Du Huyên này vì cậu mà tôi không từ bỏ được đấy. Bắc Sung U vực dậy tinh thần nói được lắm tôi sẽ chạy cho đến khi chân ướt đẫm mồ hôi rồi cho cậu thấy thành quả. Hajuin lúc này còn đang luyện tập nhảy dây, từng vòng, rồi lại từng vòng. Không hề có ý định ngừng nghỉ, nội tâm anh khẽ nói trợ lý Bắc Sung U, đã đến lúc phải tìm ra đáp án rồi ạ. Trong văn phòng làm việc máy tính của Bắc Sung U vẫn sáng đèn. Lúc này đồng hồ đã điểm đến 11 giờ 15 rồi. 12 giờ 37 phút Bắc Sung U cuối cùng cũng tắt máy tính đứng lên anh chàng thở ra một hơi phù hôm nay làm đến đây thôi. Vừa xách cặp ra về anh chàng vừa lẩm bẩm thiếu tư liệu quá dù sao cũng là lần đầu thử nghiệm cũng khó tìm ra tài liệu để làm căn cứ đang nói thì khi đi qua bảng tin anh chàng khẽ khựng lại anh đặt cặp xuống bên chân đứng đó nhìn chằm chằm vào bảng tin của công ty cứ như vậy mà nhìn một hồi lâu lúc này anh chàng lại nghĩ ra một người khác đứng bên cạnh cùng anh nhìn vào thông báo trên bảng tin người đó nói với anh rằng tôi đã tin là cậu sẽ tìm ra đáp án tại phòng tập han du huyên vẫn nhảy dây nhảy từng bước đều vững chắc không mệt mỏi miệng han du huyên khẽ mỉm cười bí hiểm tại bảng tin nơi bắc sung u đang đứng nhìn trên bảng tin hiện một thông báo buổi triển lãm mảnh điện thoại bắc sung u nhìn vào thông báo đó cũng từ từ nâng lên khóe môi nở ra một nụ cười vui sướng sáng hôm sau phòng làm việc chẳng có một ai chỉ có cơn gió thổi vào khiến mọi thứ càng thêm lạnh lẽo tại phòng họp nhỏ tầng 12, nơi đang diễn ra buổi họp hàng tuần để chia sẻ thông tin dự án của tổ ba tiếng nói từ trong phòng vọng ra họ đang cùng nhau báo cáo về tình hình hiện nay tình hình hiện tại với bên ô tô huyên yêu thì cũng không có gì đặc biệt vì giám đốc đã hỗ trợ rồi nên cứ thế tiến hành thôi kim huyên min lên tiếng khen ngợi tốt lắm lần lượt từng người thay nhau trình bày về mảng của mình. đến lượt Kim Giang Kiêu nói, tiếp theo là vấn đề liên quan đến ban nổ của Apephone 2 sắp tới. Buổi họp của tổ ba vô cùng qua loa. để tránh bày vẽ thêm việc, buổi họp của tổ ba luôn kết thúc trong một tờ giấy A4 và đó hoàn toàn là ý tưởng của tổ trưởng Kim Huyên Minh. Kim Huyên Minh nhận xét sau khi Kim Giang Kiêu trình bày về ý tưởng của mình, ok, trợ lý Kim cứ làm như thế là được. tiếp theo, Ha Du Huyên cảm nhận được bầu không khí chán nản của buổi họp, anh thầm nghĩ vì không chuẩn bị gì nên họp hành qua loa thật, đừng nói đến hợp lực, mỗi người đều đang quay cuồng trong công việc riêng của mình chính là một trong những nguyên nhân tổ ba trở thành những hạt cát nhỏ bé riêng lẻ. Mỗi người trong tổ ba đều có vai trò khác nhau, như tổ phó Choi Min Hee đảm nhiệm máy định vị, trợ lý Kim đảm nhiệm MB3, Apple Phone, trợ lý Bắc đảm nhiệm BDA. Đến lượt Bắc Sung U trình bày, anh hắng giọng rồi nói, tôi sẽ nói về phương án dự phòng của BDA Phone. Còn lại chính là Han Ju Hyun và Lee Chan Ho đang mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài đóng vai trò là người hỗ trợ. Ngược lại tổ một và hai chỉ đảm nhận một loại điện thoại duy nhất, nên bắt buộc họ phải hợp lực. Han Ju Hyun cảm thấy không ổn với cách làm việc hiện tại của tổ 3, anh thầm tính toán dù vậy thì cũng không thể thế này được tổ trưởng kim huyên minh đang mặc kệ tim cứ thế này thì không thể ngăn chặn được việc tổ ba bị tách ra vào năm sau bắc sung u tiếp tục phần trình bày của mình phương án dự phòng có hai điểm lớn như sau thứ nhất là cung cấp ban nổ có chỉ số giống hệt ban nổ của chân nổ phone 2. kim huyên minh ngắt lời cậu định làm thế thật hả kim giang kiêu cũng thắc mắc cậu đang nói đến chân nổ phone do tổ phó xin chân rong đảm nhận Choi min hy lên tiếng cảm thán tổ phó xin sướng thật dù sao cũng phải quyết định chỉ số sản phẩm cậu ta có khi chẳng phải động tay làm gì cả kim huynh minh chán trường tiếp lời nói đúng lắm nếu xui có khi phải đảm nhận luôn phần của tổ phó xin nếu không thì cậu ta sẽ ám công về mình bác sung u gãi đầu ngại ngùng nói tôi rất kiên quyết với đề án này ạ à. kim huynh minh chẳng quan tâm mà hỏi tiếp phương án thứ hai là gì bác sung u ấp úng ừm cái đó tuy có hơi đường đột một chút thứ hai là cung cấp dòng sản phẩm giá rẻ phun cảm ứng dứt lời tổ trưởng kim tổ phó cho lẫn trợ lý kim đồng loạt nói gì kim huynh minh hỏi điện thoại giá rẻ phun cảm ứng anh tiếp tục hỏi có khách đặt hàng loại điện thoại đó sao Bác Sung U rụt rè đáp, dạ không vẫn chưa. Kim Huyên Minh trách móc, cậu vẫn chưa nắm rõ nhu cầu khách hàng mà đã tạo ra sản phẩm, rồi ai mua? Bác Sung U cố chữa cháy, nhu cầu của khách hàng về điện thoại phun cảm ứng có xuất hiện trong báo cáo kỹ thuật tương lai ạ? À? Kim Huyên Minh hỏi, rồi sao nữa? Bác Sung U tiếp tục, để tận dụng được dòng điện thoại BDA thì chúng ta sẽ tạo ra dòng điện thoại giá rẻ có cùng kích thước, như vậy sẽ có thể đại chúng hóa được ạ. À? Đây cũng là phương án dự phòng vô cùng khả thi ạ. À? Kim Huyên Minh có chút không đồng ý với phương án này, chắc chỉ là ý tưởng thôi chứ gì, nói thì hay lắm, nhưng với năng lực của chúng ta thì làm sao tạo ra sản phẩm được?" Bắc Sung U kiên quyết nói, "Không đâu ạ, à, chúng ta có thể tạo ra sản phẩm." Mọi người đồng thanh hỏi, "Làm sao? Bằng cách nào?" Bắc Sung U lớn tiếng thể hiện sự quyết tâm lớn lao của mình, "Chỉ cần đoạt giải trong buổi triển lãm điện thoại của tập đoàn thì hoàn toàn có thể tạo ra sản phẩm mới." Cả phòng họp yên ắng đến lạ thường, tất cả ánh mắt như muốn nói rằng không thể tin Bắc Sung U lại có thể nói ra như thế nhìn về phía trợ lý Bắc. Chỉ có Han Du Huynh là vui vẻ ngầm khen ngợi Bắc Sung U, "Tốt lắm ạ, à, trợ lý Bắc." Cả phòng họp sau một lúc vẫn chẳng có tiến triển gì. Choi Min Hi thở dài thường thượt, phù, Bắc Sung U thấy vậy nên nói tiếp, vâng, vậy nên. Chưa kịp để Bắc Sung U nói tiếp, Kim Giang Kiêu lập tức cắt ngang, cậu đang đùa thôi đúng không? Li Chan Ho ngồi cạnh trợ lý Bắc cũng khó tin mà hỏi, có, có thể đoạt giải sao ạ? À? Trợ lý Kim nói, từ trước đến nay chưa có giải thưởng nào được trao trong buổi triển lãm điện thoại của tập đoàn cả. Choi Min Hi cũng thở dài tiếp lời, hùng, dù có may mắn đoạt giải đi chăng nữa thì phương án dự phòng của BDA cũng tuyệt đối không thể hoàn thành trong 6 tháng đầu năm sau được, tỷ lệ thành công bằng không đó. Trợ lý Bắc, Bắc Sung U chỉ biết gật gù thất vọng. Han Ju Hyun biết được tương lai sẽ như thế nào nhưng anh không tham gia vào tranh luận, chỉ ngầm phủ định, tất cả đều sai rồi, không thể nào thất bại được, chỉ cần thông qua vòng một của buổi triển lãm thì tại buổi triển lãm vào tháng 11 sắp tới ở châu Âu. Chuyện đó sẽ bùng nổ, nghĩ đến đây, khóe miệng của Han Ju Hyun khẽ nhếch lên. Đột nhiên, Kim Hyun Min phá lên cười khiến ai nấy đều nhìn với ánh mắt khó hiểu, "Phụt ha ha ha." Kim Hyun Min quay sang hỏi Bắc Sung U, "Cậu thực sự tự tin chứ? Sẽ có cả núi việc để làm đấy." Bắc Sung U như vớ được vàng, anh đứng bật dậy, quyết đoán nói, "Tôi sẽ thử sức ạ." xin hãy cho xúc tiến việc này ạ à? không ngờ rằng kim huyên minh lại đồng ý với phương án kia anh dặn dò đời có gì đâu cứ thế mà bước thôi làm cho tốt vào kim giang kiêu đưa người Khẽ hỏi anh thực sự đồng ý sao ạ à? ngày tổng kết dự án cũng sắp đến rồi mà choi minh hy cũng không tán thành lắm không cần lãng phí sức lực để mò trang đáy bể đâu kim huyên minh thấy thái độ mọi người không ổn cho lắm lên tiếng thuyết phục mọi người sao vậy đây là việc chưa ai làm mà không phải sẽ rất thú vị sao nếu thú vị thì phải làm chứ han huyên có chút không hiểu anh tự nhủ thú vị thật là một câu trả lời vượt quá tưởng tượng của mình. Nói rồi Kim Huynh Minh đập bàn đứng dậy tuyên bố, buổi hội ý đến đây là hết. Kim Huynh Minh bước ra đến cửa phòng họp chuẩn bị đi ra ngoài, không quên dặn dò, "Nào, nào, mọi người sắp xếp lại công việc rồi cùng cố gắng nhé, giải tán thôi." Mọi người phía sau cũng đứng dậy thu dọn, tâm trí của Han Du Huynh có chút tò mò về trưởng phòng của mình, một nhân vật không thể nắm bắt, không thể biết được anh ấy nghĩ gì mà sống. Liếc nhìn theo bóng lưng của Kim Huynh Minh đang rời khỏi phòng họp với tâm trạng vui vẻ, Han Du Huyen thầm suy tính, chắc chắn có gì đó, nhất định phải biết được suy nghĩ của người này, như vậy mới có thể tiến bước tiếp theo. Hazu Huyên đưa mắt nhìn ra ngoài trời, đắm chìm vào suy nghĩ của mình. Tại sao ư? Bởi vì sắp tới sẽ có hàng loạt đợt sóng lớn hơn. Chớp mắt chỉ còn một mình Hazu Huyên ở lại trong phòng họp. Nhìn từ bên ngoài vào, chẳng thấy rõ được trong các phòng có gì vì cửa sổ bao phủ một lớp gì đó che khuất. Hazu Huyên nghĩ tiếp, giữa thời đại smartphone này, công ty Hansung nằm gần trung tâm thành phố nên dòng người ở bên ngoài vô cùng tấp nập. Thế nhưng chẳng ngăn được những dòng suy nghĩ quẩn quanh Hazu Huyên. Trước kia chúng ta đã bị những đợt sóng đó cuốn phăng và đánh mất thăng bằng. Bây giờ thì khác, trợ lý Bắc sẽ một mình chịu đựng nó tại phòng làm việc của team kế hoạch sản phẩm. Hà du Huy nhìn Bắc sung U đang suy tư mà nghĩ thầm, anh ấy sẽ sớm trở thành trung tâm. Và từ giờ đến lúc đó, tấm lá chắn của trợ lý Bắc, mọi người trong tổ ba ai nấy đều chăm chú làm việc. Kim Huy Min vui vẻ cất tiếng hát, thuyền trưởng chèo lái dẫn dắt con thuyền này. Rồi anh giơ tay lên nói, cuối cùng Han Du Huyên vẫn chưa thoát ra những suy nghĩ quẩn quanh, anh ấy cần thức tỉnh. Kim Huyên Min vươn vai, vui vẻ hỏi, hôm nay có ai muốn làm một ly không? Anh nói tiếp, tôi, có hẹn trước rồi kim giang kêu lên tiếng từ chối đầu tiên chắc anh biết tôi lúc nào cũng không đi được vì có mấy đứa nhỏ nhỉ choi min hy lập tức theo sau tôi phải viết tiếp phương án dự phòng nên hôm nay phải làm đêm ạ những người còn lại cũng từ chối xin lỗi tổ trưởng đúng lúc hôm nay nhà tôi có việc đồng hồ điểm 6 giờ 30 phút kim Hyun minh thở dài chán trường vừa mặc áo vừa nói mọi người ai cũng bận nhỉ vậy thì thôi chứ biết sao không thể bỏ lỡ cơ hội này được ha du hin đứng bật dậy vui vẻ yêu cầu anh mua đồ ăn cho em đi ạ kim huy minh có chút bất ngờ hỏi em út rồi kim huyên minh giơ ngón cái lên nói vậy thì đừng để ý đến người khác thu dọn đồ rồi rút thôi han du huyên vui vẻ đáp vâng ánh đèn đường chiếu sáng cả đoạn đường dưới bầu trời đêm kim huyên minh hỏi han du huyên cậu uống được nhiều không han du huyên đáp ngay một chút ạ à. kim huyên minh chê bai một chút có vẻ cậu không yêu rượu nhỉ vậy phải gọi đồ nhắm nhiều rồi rồi kim huyên minh hỏi bâng quơ đi đâu đây nhỉ từng giọt rượu được rót vào chiếc ly nhỏ han du huyên lễ phép a cảm ơn anh kim huyên minh tò mò làm sao cậu biết chỗ này tôi là khách quen ở đây đấy. Han Du Huyen tươi cười trả lời, em nghe từ đồng nghiệp ạ, nghe bảo canh trà cá ở đây rất ngon ạ. Kim Huynh Minh vui vẻ cười lớn, ha ha ha, đúng rồi, quán này rất nổi tiếng với món đó, cậu tìm hiểu đúng rồi đấy, Han Du Hin thầm nghĩ, lý do chọn chỗ này. Càng là nơi thân thuộc thì con người càng dễ gỡ bỏ bức tường của bản thân, anh nhìn một bàn đầy thức ăn. Kim Huynh Minh vừa nhai vừa nói, ăn nhiều vào, rồi lợn ở đây cũng rất ngon, Han Du Huyen cũng ăn rất ngon miệng, tươi cười đáp, vâng, anh mua nhiều cho em nha. Kim Huynh Minh hào sảng nói, ha ha được chứ, được chứ chừng này thì anh mua cho chú mỗi ngày cũng được han huyên thầm suy tính kế hoạch của mình và con người thì ai cũng mong có người lắng nghe câu chuyện của mình kim huyên minh nói tiếp cứ uống trước đã han huyên đáp ngay vâng sau đó tiếp tục nghĩ giờ thì hãy nói đi ạ à. câu chuyện mà anh đang giấu kín đúng như han du huyên nghĩ kim huyên minh bắt đầu tâm sự cậu có nghĩ con người sinh ra là để làm việc không sao mọi người đều nỗ lực sống như vậy chứ han huyên trả lời đúng vậy ạ à. kim huyên minh tiếp tục công ty không phải nơi chịu trách nhiệm cho con người đâu đừng luyến tiếc gì cả vừa nghe kim huyên minh nói han huyên vừa nghĩ hôm nay tôi phải biết vì tương lai sắp tới kim huynh minh nâng ly nào nào nâng ly để an ủi bản thân nào han du huynh kính cẩn cũng ly vâng kim huynh minh tiếp tục chia sẻ cậu biết điều khiến tôi mệt mỏi nhất ở công ty là gì không là mọi người đều bận rộn đôi khi tôi cảm thấy chán lắm han du huynh tươi cười nói vậy thì thỉnh thoảng em sẽ đến chơi cùng anh nha tổ trưởng kim huynh minh hơi bất ngờ ngước đầu nhìn anh hỏi cậu á kim huynh minh đồng ý ngay vậy thì tốt quá nhưng tôi lại yêu dựa hơn làm sao đây nói rồi anh uống cạn ly Han Ju Hyun thấy kế hoạch không mấy khả quan, thầm tiếc núi, đụng tường rồi. Han Ju Hyun hỏi: "Trước tiên, phải hiểu rượu rồi mới yêu được đúng không ạ?" Kim Hyun Min nhìn Han Ju Hyun khó hiểu. Han Ju Hyun cũng thầm thắc mắc về con người thật sự của Kim Hyun Min nhưng không biểu lộ. Dù có gõ liên tục thì cũng không mở cửa lòng, càng nói thì lại càng cố che giấu mọi thứ, người này là sao đây? Đột nhiên, Kim Hyun Min đập mạnh ly xuống bàn nói: "Được rồi." Kim Hyun Min như nhận ra gì đó, anh hỏi: "Đừng vòng vo nữa, nói thẳng vào chuyện của cậu xem." Han Ju Hyun có chút chột dạ hỏi lại: chuyện của em ấy ạ. Kim Huynh Minh vừa rót rượu vừa bình thản nói, sau khi cậu và công ty đã xảy ra rất nhiều sự việc và sự cố, nhưng những chuyện đó lại làm thay đổi không khí của tổ ba, nếu so sánh, thù tựa như zombie tươi tỉnh lên sau khi uống máu người vậy. Rất khéo léo, dù nhìn thế nào cũng không giống tân binh, Han Du Huynh ngơ ngác nhìn Kim Huynh Minh phân tích. Kim Huynh Minh tiếp tục với vẻ bình thản, hành động vụng về của cậu là diễn sao, có một người thành thục hơn đang ở bên trong cậu, con người phải sống thế nào mới có thể trở thành như thế nhỉ? Rồi anh kết luận, ông cụ non, sắc mặt của Han Du Huyên hơi tối đi kim huyên minh tiếp tục uống rượu và nói thành thật xem nào cậu từ đâu đến nghe vậy han du huyên nhớ lại quá khứ trong căn nhà tối om xung quanh cũng yên tĩnh đến lạ thường han du huyên đi làm về trên bàn có một chiếc bánh kem bị cắt đi một góc hai ly rượu cũng đã được đổ ra kèm theo dưới chân ly rượu là một cái que gì đó màu hồng anh đưa tay ra lấy cái que đó rồi trong bóng tối mà nhìn xem trên que hiển thị gì sau đó han du huyên ngồi ngoài phòng khách bấm bấm điện thoại tìm kiếm gì đó trong căn phòng ngủ có cô gái đang nằm trên giường yên tĩnh ngủ Han Du Huyên đứng bên ngoài phòng nhìn vào. Xem một lúc anh kéo cánh cửa lại. Đến khi cánh cửa đóng chặt lại. Khi thành phố tắt hết đèn cũng là lúc anh ngồi dựa lưng vào sofa phòng khách nghĩ, nhà đã từng là nơi chỉ để nghỉ chân. Nhớ tới lúc đó anh đã ngủ ngoài ghế cả đêm đến sáng anh nghĩ, tôi đến từ đâu ấy hả? Tôi đến từ Han Sung là người của Han Sung. Quay lại hiện tại trong đêm tối Han Du Huyên kể, rốt cuộc, công ty vật liệu xây dựng của bố tôi cũng không trụ được mà phá sản, còn mẹ thì nuôi anh em chúng tôi bằng cửa hàng thức ăn kèm ngoài chợ. Tôi học đại học chuyên ngành tâm lý, vì may mắn nên tôi được làm thủ thư ở thư viện và nhận học bổng. Nhờ đó mà tôi có thể vượt qua thời đại học một cách bình bình đạm đạm. Kim Huynh Minh nghe hết câu chuyện từ từ rót rượu ra ly nói, đúng là câu chuyện cuộc đời cậu khó khăn thật, nhưng bấy nhiêu cũng chưa đủ biến cậu thành một người giàu hoạt và già dặn vậy được. Chắc chắn cậu đã lượt bỏ chuyện gì rồi. Anh thấy Kim Giang Minh hỏi thì tự hỏi trong lòng, nếu nói tôi đến từ tương lai thì anh sẽ tin chứ? Sau đó Han Du Huynh liền đưa ly lên nói, dù anh có hỏi thêm nữa thì những chuyện đặc biệt hơn cũng không. Kim Huynh Minh không hỏi gì nữa rót rượu nói, thần kỳ thật những chuyện bình thường không thể tạo ra một người như cậu được nhưng vì cầu học tâm lý nên cũng có thể hiểu được song han du huy nghĩ bây giờ đến lượt anh kể câu chuyện của mình rồi ạ à. rồi anh đưa hao tay lên trước mặt nói tổ trưởng anh từng làm vậy chưa người ta nói nếu vừa đưa tay lên vừa nhìn vào mặt người khác thì có thể đoán được suy nghĩ của họ thì ừ. tổ trưởng kim không tin nói vô lý làm sao có chuyện đó được han huyên hô hô tay hỏi anh muốn thử một lần không kim huyên min trầm ngâm như suy nghĩ gì đó rồi chống tay lên bàn chỉ anh nói thử đi nếu không đoán đúng thì lần sau cậu trả tiền anh nói vâng anh chú ý vào tay em nhé tiếp đó han du huyên giải thích giữa tổ trưởng và em đang có một màn hình ok hãy tưởng tượng ra một hình dạng cơ bản trên màn hình đó kim huyên minh hỏi hình gì han du huyên nói ví dụ như hình vuông chẳng hạn giờ thì tổ trưởng không được nghĩ đến hình vuông nữa ạ à. dứt lời kim huyên Min đáp tôi nghĩ xong rồi han du huyên nghe vậy nghĩ trừ bỏ hình vuông thì chỉ còn lại vài hình tốt lắm ạ à. nói xong liền dùng tay bắt đầu vẽ tiếp vẽ được hai đường anh nghĩ nhanh chóng vẽ một hình tam giác và gieo vào đầu đối phương trong vô thức rồi chuẩn bị vẽ ra hình tam giác Han Du Huyên nói, anh hãy ghi nhớ hình vừa nấy anh nghĩ đến nhé. Tổ trưởng Kim cũng vui vẻ nói, ok. Han Du Huyên lại tiếp tục tính toán trong đầu, làm thật nhanh để đối phương không kịp chú ý. Anh nói, lần này hãy nghĩ đến một hình khác và bao lấy hình vừa nãy. Rồi tay anh cũng vẽ lên hình tròn. Tổ trưởng Kim vẫn đáp, xong rồi. Cuối cùng Han Du Huyên chốt và điểm mấu chốt chính là không cho đối phương thời gian suy nghĩ. Nghĩ xong liền đập mạnh bàn đứng dậy nói, em biết rồi hả? Han Du Huyên tới trước mặt Kim Huyên Minh nói, anh tưởng tượng ra một hình tròn vòng quanh hình tam giác đúng không? Kim Huynh Minh lúc đầu nghe xong mặt tỏ vẻ thờ ơ không nói gì. Sau đó cúi đầu xuống thừa nhận, đúng vậy, dù không muốn thừa nhận. Tổ trưởng Kim nói xong khoanh tay lại hỏi, cậu làm cách nào vậy thần kỳ ghê cái này cũng là tâm lý học hả? Han Du Huynh quay lại ghế ngồi trả lời. Đúng rồi ạ, à, hình dạng bao quanh bên ngoài chính là nói về tính cách mình ạ. À. Tổ trưởng nghĩ đến một đường tròn tròn chính đúng không ạ? À? Lúc này Han Du Huynh nghĩ thầm, bây giờ mới là thật, rồi dùng tay vẽ vẽ nói, hình tròn mang ý nghĩa tính cách hoàn hảo thuộc loại người quảng đại trong xã hội. Tấm lòng rất rộng lượng, Kim Huynh Minh nghe xong gật đầu thừa nhận, tôi đúng là người rộng rãi đấy anh vừa nghĩ giờ chỉ cần tiến thêm một bước nữa liền nói đặc biệt ba điểm tiếp giáp trên đường tròn cho thấy những tham vọng giấu kín những người mơ về một tương lai rực rỡ thường nghĩ đến kiểu hình dạng đó tổ trưởng kim vẫn bình tĩnh nói vậy sao ha du huyên thấy vậy liền nói thêm tổ trưởng kim anh có điều muốn đạt được trong công việc đúng không ạ à? kim huyên min nghe chưa hiểu chuyện gì nên không đáp lại xong liền vừa rót rượu vừa nói tôi nói rồi mà tôi chẳng có lưu luyến gì với công ty cả nhưng mà chỉ một hình tròn thôi sao có nhiều ý nghĩa vậy cậu nói thật không đó ha du huyên không bác bỏ lại nói tiếp và hình tam giác bên trong hình tròn anh vui vẻ nghĩ dù chỉ trong khoảnh khắc thôi nhưng rõ ràng anh đã dao động anh vẫn chưa thực sự buông bỏ công ty đúng không ạ à? nghĩ xong liền nhìn kim huyên minh nói mang ý nghĩa muốn cân bằng giữa công việc cá nhân và gia đình nghe đến đây tổ trưởng kim hơi khựng lại nói gia đình là điều rất đẹp đẽ nhỉ rồi sau đó lại rót rượu như chưa có gì ha du huynh nghĩ thầm vợ chồng tổ trưởng kim nổi tiếng trong công ty là vợ chồng uyên ương tôi sẽ đào sâu hơn chút nữa ạ à? rồi lại dùng hình để hỏi hình tam giác mà tổ trưởng nghĩ đến có lớn bằng chừng này không ạ à? kim huyên minh qua loa trả lời không chắc nữa hình như cũng tầm đó Han du Huyên liền nói tấm lòng anh rất lớn ạ à. điều đó có nghĩa là trong tổ hợp cân bằng đó gia đình chính là điều quan trọng nhất với anh tổ trưởng Kim cũng đồng tình tôi quả thật là một người của gia đình Han du Huyên tiếp tục nói hình tròn và ba điểm tiếp giáp thể hiện cho quan hệ vợ chồng chăm sóc con cái và chuẩn bị dưỡng già trong đó quan hệ vợ chồng là trọng tâm có lẽ hai vị rất hợp nhau ạ à. rõ ràng là vợ anh cũng rất hài lòng về cuộc sống hôn nhân ạ à. nghe đến đây Kim Huyên Min đột ngột dừng ly rượu trên tay lại giữa không trung không khí xung quanh lúc này đột nhiên trầm lặng đến đáng sợ Han Du Huyên thấy vậy nghĩ, hình như đã chạm phải điều gì đó. Sau đó Kim Huyên Minh cũng động đậy nói, dừng được rồi. ha Du Huyên cảm nhận được gì đó lập tức nói, em em xin lỗi tổ trưởng. Kim Huyên Minh uống ly rượu, rồi đặt ly xuống bàn. Sau đó uống thêm vài ly nữa. Mới bắt đầu cất tiếng nói, đúng vậy. Vợ tôi đã từng là người đẹp nhất thế gian này. ha Du Huyên nghe xong nhận ra, thì quá khứ, Kim Huyên Minh kể, lúc đó tôi đang tăng ca, 7 năm trước tôi luôn đặt công việc lên đầu. Kim Huyên Minh nhớ lại máy đo nhịp tim lên xuống nói, một bước thăng tiến nhỏ nhoi có là gì chứ dòng đo nhịp tim hiển thị lên xuống rồi thấp dần sau đó máy đo chuyển sang hẳn một đường thẳng tổ trưởng kim nói vào ngày vợ tôi rời khỏi thế giới chẳng có ai ở bên cô ấy vào phút cuối đời không một ai trong căn phòng bệnh chỉ có một ánh đèn le lói xung quanh không có một bóng người tổ trưởng kim cúi đầu tự hỏi một mình cô ấy đã sợ hãi đến thế nào khi anh nghe câu không một ai ở bên vợ vào phút cuối ánh mắt anh mở to như lại nhớ gì đó chiếc điện thoại hiện lên những dòng tin nhắn em đến bệnh viện rồi bác sĩ nói em lưu thai hẳn là anh rất bận em xin lỗi lúc đó khi đã khuya han du huyên mới ngồi xem tin nhắn điện thoại trong đầu vẫn cứ có chữ không một ai nhớ lại hình ảnh người vợ lúc ấy vẫn nằm trong phòng ngủ một mình anh thì chỉ đứng bên ngoài nhìn vào rồi chính anh từ từ đóng cửa lại tới khi cánh cửa đóng chặt lại giờ anh mới nhận ra một điều một mình cô ấy đã sợ hãi đến thế nào trong lúc han du huyên cũng đang hối hận thì kim huyên min nói tiếp đáng lẽ tôi phải bên cạnh vợ dù chỉ ở đó để nắm chặt tay cô ấy thôi những việc nhỏ bé ở công ty có đáng là gì cậu đừng sống như tôi xin cậu đấy sau đó hao người kết thúc bữa ăn đi ra ngoài han du huynh mới nhận ra trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ tôi và anh là hai loại người khác nhau hóa ra không phải chúng ta quá đỗi giống nhau bên ngoài kim huynh min nói trong lòng thoải mái quá anh đáp vâng tôi cũng vậy ngồi bờ bên cạnh sông kim hyun min nói tôi cũng đã khổ tâm nhiều lắm tôi muốn thay đổi công ty nên tôi đã cố gắng tạo ra một nơi mà mọi người đều có thể thoải mái dần dần đã biến tổ ba thành nơi bị nguyền rủa để rồi thấy có lỗi han du huynh nghe xong nghĩ trong lòng tôi cũng quay về để thay đổi mọi chuyện đây ạ à. kim Huyên min ném viên đá xuống sông nói thần kỳ là sau khi cậu đến có thể nói tổ ba đã hóa giải được lời nguyền không khí bây giờ chính là ai cũng có sứ mệnh phải làm điện thoại giá rẻ của trợ lý bắc cũng vậy tôi rất áy náy vì cậu ấy không thể phát triển được vì gặp một người lãnh đạo tồi như tôi nhưng nhìn bộ dạng cậu ấy nỗ lực để đạt được thứ gì đó sau đó kim hyun min đứng dậy bỏ tay vô túi quần nói tiếp tôi nghĩ rằng mình không thể cứ thế này được dù chẳng biết sẽ đi được đến đâu nhưng kể từ bây giờ tôi sẽ thử tập hợp thứ sức mạnh lan tỏa đó nghe vậy han du huy nhận ra anh ấy đã biết rõ bản thân cần phải làm gì rồi sau đó kim hyun min nhìn anh nói cậu cũng thử làm hết những điều cậu muốn khi còn dưới trướng của tôi xem, tôi sẽ cản hết mấy tên khốn muốn ngáng đường cho. Đổi lại thì thứ tôi có thể làm được cũng chỉ có thế." Hazu huy nghĩ, thật lãng phí, nếu một nhân tài thế này chỉ dừng lại ở vị trí tổ trưởng. Trong đường hẻm có quán mở đèn sáng trưng, tiếng người hò reo liên tục phát ra từ đó. "Nào, tất cả chúng ta, cạn ly vì bộ phận mobile của chúng ta, cạn ly." Đi vào hành lang quán bar, những tiếng bàn bạc vẫn tiếp tục. "Các cậu nghĩ sao? Dự án điện thoại ra của giám đốc cho hỏi có thành công nổi không? Thấy bảy binh bố trận ghê lắm, thất bại một phát là lãnh đủ." một bàn đồ ăn đầy áp với xô đá chưa vơi được bao nhiêu người kia ti tục nói đúng là đần độn chẳng thà dùng cái điện thoại đập đá cảm ứng để đón đầu xu thế còn tốt hơn cái dòng tư duy lạc hậu nó thế bây giờ đã đến lúc thay đổi rồi những người đó đang uống với nhau người lên ý kiến tôi thử tác động đến tim nhân sự nhé người ngồi trong phòng đó có rất nhiều những tiếng bàn tán không dứt có thể lôi kéo cái tên bắc du xích chính trực đó về phe ta được không có người đáp bình thường thì không được phải cho danh phận và ép buộc hắn ta mấy người đó bắt đầu bàn đến tổ han du huyên đang làm có người nói Tổ ba phải sụp đổ thì mới có danh phận mới được chứ. Người thì hưởng ứng, phá nát cái tổ ba, đó là kịch bản tôi thích thú nhất đấy ạ Ha ha ha. Người kia bỏ rất nhiều đá vào ly của mình. Người đó nhắc đến người khác trong phòng. Với lại tổ trưởng gâu. Người bỏ nhiều đá đưa ly lên uống và tiếp tục nói, nghe nói suýt có chuyện lớn ở tiệc công ty hả? Người ngồi bên cạnh chán có dán gạc che vết thương. Tổ trưởng gâu ra run cười hà hà trả lời người kia. À, cảm ơn ngài vì giúp tôi giải quyết. sống đến tầm này rồi, đúng là chuyện gì cũng nếm đủ. Người đó ngồi chậm chệ tay cầm ly dựa nói nghe nói là nhân viên mới cũng có dính líu à gâu ra jun nghe thấy nhắc tới han du huynh thì liền tụt cảm xúc đáp à cậu bạn đó có vẻ vẫn chưa nắm được quy tắc công ty nên tôi gọi ra ngoài để dạy dỗ lại một chút thì xảy ra chuyện ạ à? ông ta mắng thầm trong lòng chết tiệt xấu hổ đến mức không dám nói thật luôn thì ra người bỏ nhiều đá lúc uống rượu là trưởng ban ly Cung hun ông ta cũng mặt mày khó chịu nhấp một miếng rượu và nói cậu ta không nắm được quy tắc công ty đúng là thằng nhóc không ra gì tổ phó xin nhổn dậy đáp trưởng ban đừng lo về cái thằng nhóc tân binh đó làm gì dù sao thì nếu tổ ba tư tùng thì nó cũng bị đá đi thôi tổ phó cô cua, cua tay như để thể hiện chuyện đó là chuyện nhỏ thôi rồi nói tiếp nó không quay lại trụ sở seoul được đâu ạ à. trưởng ban vẫn có vẻ rất thư giãn mở miệng nói cậu khắc nghiệt với tương lai sáng lạn của nhân viên mới quá rồi đấy tổ phó xin nói vậy thì chúng ta sẽ thành kẻ ác còn gì trời đất nghe cái giọng ổng đi nói vậy mà nghe được tổ phó xin chăn rong rén liền ông vội vàng chữa cháy a à, dạ tôi tôi xin lỗi ạ à. bản thân công việc của tổ ba đã là một đống hổ lốn đến cả tổ trưởng cũng trả ra gì tóm lại ngài không cần lo lắng về cái thứ không có tiền đồ tổ phó đình nói nhiều hơn thì tổ trưởng gâu gia Dung thấy mắc mệt quá rồi quát này tổ phó xin trong cậu sợ quá vậy gâu gia Dung tiếp tục quát rồi sao cậu định mặc kệ đó hả đã quyết làm rồi thì làm cho tử tế chứ cấp trên thì ra dáng cấp trên làm cho cái thằng nó muốn leo lên nhục trí đi chứ thiệt tình tổ phó xin như không hiểu lắm hơi đơ ra hỏi ạ à. trưởng ban ly cung hun cũng nhẹ nhàng nói nhân tiện thì gâu gia Dung, cậu cũng phải nhanh chóng đảm nhận chức vụ mới thôi đâu thể cứ đeo cái danh tổ trưởng mãi được tổ trưởng gâu nghe được vậy liền vui mừng nói với Li cung hun, trưởng trưởng ban ngài đã để tâm đến tôi như vậy ông ta mừng rỡ nắm hai tay lại với nhau niềm nở nói tôi thật lòng cảm ơn tôi sẽ thật sự trung thành với trưởng ban trong khi đó tổ phó xin chân rong khinh thường nhìn ra chỗ khác uống ly rượu của mình tổ phó cứ im lặng ánh mắt đảo tới một chỗ kia cánh cửa phòng được mở ra thu hút sự chú ý của những người trong phòng cô nhân viên hơi cúi người thông báo tổng giám đốc đến rồi ạ mọi người trong phòng đồng loạt đứng lên cúi người chào ông tổng giám đốc đang đi vào ngài đã đến rồi sao thưa tổng giám đốc tại một nơi nào đó khác trong thành phố trong ánh đèn sáng của những tòa nhà cao tầng người kia nói tôi nghĩ rằng mình không thể thế này nữa ánh sáng đèn chiếu lên những phiến đá của bãi đất người đó vẫn tiếp tục nói dù chẳng biết sẽ đi được đến đâu rồi ánh sáng xuất hiện tới chỗ tổ trưởng kim huyên Minh và han du huyên như ánh sáng mới như đã đến với tổ trưởng anh đứng lên nhìn nó rồi nói từ giờ tôi sẽ thử tập hợp sức mạnh thử xem tổ trưởng đầy quyết tâm nhìn xuống han du huyên cười nhẹ với anh rồi nói khi còn ở dưới trướng của tôi cậu cứ làm hết mình đi vì tôi sẽ ngăn mấy thằng khốn ngán đường cậu nhưng đó cũng là điều duy nhất tôi có thể làm han du huyên cũng vui vẻ đáp lời anh vâng em sẽ tin và đi theo anh khung cảm chuyển sang những tòa nhà cao tầng sáng đèn kia tổ trưởng kim huyên minh lại nói tiếp nè đừng có theo tôi quá ở dưới trướng của tôi mãi thì không phát triển được đâu có cơ hội thì chuyển đến vị trí khác đi tôi nói vậy là vì cậu đấy han du huyên nghĩ sẽ không có chuyện đó đâu ạ à? xe buýt tới trạm han du huyên nói tôi đi tàu điện ngầm về là được rồi tổ trưởng kim huyên minh chào tạm biệt anh ừ về cẩn thận han du huyên đứng đó nhìn chiếc xe buýt từ từ lăn bánh đi anh nghĩ mình đã đánh giá thấp tổ trưởng kim huyên minh quá rồi Ánh mắt anh vui vẻ dõi theo chiếc xe buýt. Anh nghĩ thêm một lần nữa, lại một chuyện sai lầm trong quá khứ của mình đã thay đổi rồi. Trong văn phòng của tổ ba, đèn phòng đã tắt hết chỉ còn ánh sáng từ cái hộp đèn và màn hình máy tính của trợ lý Bắc Sung U. Anh đang chăm chú suy nghĩ. Bỗng có người xách một cái bịch đầy đồ lắc lắc là nó phát ra tiếng xào xạc, làm cho trợ lý Bắc chú ý nhìn sang. Người cầm cái bịch đó là Han Ju Huynh, Anh mỉm cười nói với trợ lý Bắc: Đói thì phải ăn chứ ạ Trợ lý Bắc bị bất ngờ thích nhẹ lên. Ừ. Han Ju Huyên kiếm cái ghế ngồi xuống kế bên trợ lý Bắc Sung U, lấy đồ ăn ra ăn với anh trợ lý bác nói nè tôi cũng sắp về rồi han du huyên đáp vào lúc sáng sớm ấy ạ trợ lý bác phản bác không tầm 11 giờ về giờ đó thì công ty sẽ hỗ trợ phí taxi han du huyên vui vẻ ha 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 quả nhiên là mentor của em sáng hôm sau tại công ty Hansung, người kia đang im lặng nhìn tờ giấy tay cầm bút như định viết gì đó cuối cùng cũng có thể lấp đầy tờ giấy trắng này han du huyên nghĩ rồi anh viết tiếp phải xác định điểm đầu và điểm cuối dùng hết những kinh nghiệm sẵn có và phát huy trí tưởng tượng rồi liệt kê ra những việc cần làm han du huyên ghi trên tờ giấy toàn bộ lộ trình tổ ba sau này, trợ lý Bắc, buổi trưng bày. Han Du Huyen cười nhẹ viết tiếp, vậy thì có thể dự đoán trước lộ trình của tổ ba, khởi đầu là buổi trưng bày của trợ lý Bắc, mục tiêu cuối là bảo vệ thành quả của tổ chúng ta. Trợ lý Bắc bỗng hét lên, "Wow, mặt trời mọc ở đằng tây à?" Han Du Huyen nhìn anh đầy khó hiểu. Trợ lý Bắc nhìn vào bản báo cáo trên máy tính nói, "Tổ trưởng Kim đã chỉnh sửa xong báo cáo, lần đầu có chuyện như này luôn." Han Du Huyen nhìn hướng trợ lý hỏi, "Chỉnh sửa ấy ạ?" Trợ lý Bắc dựa lưng vào ghế, mắt nhìn Han Du Huyen, tay chỉ màn hình máy tính nói, "Tài liệu báo cáo cho giám đốc ấy." tổ trưởng đã kiểm tra và chỉnh sửa rồi han du huyên đáp thật sao ạ trợ lý bắc nói đến đây mà xem han du huyên cũng đi qua nhìn thử trợ lý bắc vui vẻ chỉ vào màn hình nói anh ấy giải quyết vấn đề của pra và thêm phương án dự phòng triển lãm vào báo cáo han du huyên hỏi a cái đó là chuyện tốt ạ trợ lý bắc vui vẻ quá tốt ý chứ điều đó nghĩ là tổ trưởng sẽ xúc tiến cho buổi triển lãm han du huyên không mặn không nhạt ồ lên một cái còn trợ lý bắc vui vẻ ngưng nga mấy hát mấy câu tổ trưởng kim huyên min đã bắt đầu có động thái chỗ ngồi của tổ trưởng Kim Huyên Minh trống không, chả có ai ở đó. Han Du Huyên nhìn rồi cười nhẹ nghĩ, nhanh hơn mình dự đoán. Trợ lý Bắc lại dựa vào ghế khoanh tay hỏi Han Du Huyên, cậu đã kiểm tra lương tháng đầu tiên chưa? Han Du Huyên hơi ngạc nhiên đáp, lương ấy hạ. Trợ lý Bắc cười châm chọc anh, EA, còn gì quan trọng hơn lương đâu, nhanh kiểm tra đi. Han Du Huyên trả lời vâng, đi về chỗ để kiểm tra. Han Du Huyên nhấn chuột vài cái. Một dãy số hiện lên trên màn hình. Han Du Huyên nhìn tiền lương của mình, anh khoanh tay ngả lưng lên ghế cười cười nghĩ, so với mức lương gần nhất mình nhận thì đã giảm mất hai số không rồi nhỉ trợ lý bác thấy han du huynh cười cười thì hỏi vui đúng không nhân viên văn phòng thì có gì hay chỉ đi làm vì được nhận lương rồi tiêu xài thôi chứ có gì han du huynh đáp lời anh đúng vậy ạ à. trợ lý bác ra dáng trưởng bối vừa cầm tờ giấy xem xem vừa khuyên han du huynh tháng lương đầu tiên nhất định phải mua quà cho ba mẹ áo. đã nghĩ ra mua gì chưa han du huynh trả lời vâng đương nhiên rồi ạ à. trợ lý bác hỏi gì vậy thúc bổ tiền tiêu vặt han du Huyen đáp quần áo ạ à, dạo này ba mẹ hay đi leo núi nên em định mua đồ leo núi đôi cho hai người. Hanju Huyên chuyển ánh nhìn xa xăm nói, còn em gái thì anh nhớ về những bức họa hồi đó của em mình. Em sẽ chuẩn bị thứ giúp nó phát triển tài năng. Cảnh chuyển tới em gái của Hanju Huyên, Hanjaehee. Cô có mái tóc ngắn hơi nâu với gương mặt xinh xẻo nhưng hiện tại có vẻ như cô hơi buồn. Cô đang đứng trên xe buýt và nhìn ra đường. Chiếc xe buýt dừng tại trạm. Hanzani đi một mình trên con đường nhỏ vắng vẻ không được sáng cho lắm. Bỗng điện thoại cô tinh một tiếng. Cô lấy điện thoại ra đọc tin nhắn. Tao hẹn gặp mà mày dám lơ hả? cô tiếp tục đi và cầm điện thoại để đọc tin nhắn một tin nhắn lại được gửi tới tinh một tiếng tinh tinh các tin nhắn được gửi đến một cách dồn dập tin nhắn ghi tao làm loạn trước nhà mày nhé tin nhắn nữa ghi một phút cũng đủ rồi lại tin nhắn nữa giờ gặp đi tao sẽ tới nhà mày cô không có biểu cảm gì vừa đi vừa gõ tin nhắn trả lời cô trả lời tôi đang lên seoul chỗ anh tôi có chút chuyện người bên kia nhắn lại nói láo han ra đứng lại cô trả lời thật đấy tôi đang trên xe lên seoul đây tin nhắn lại được gửi tới đâu phải giờ mày đang ở trong con hẻm trước nhà mà hansahi đọc được tin đó thì hoảng hốt đến chảy mồ hôi cô từ từ quay đầu ra đằng sau người kia đang cầm điện thoại đi ra xuất hiện sau lưng hansahi dọa cô hết hồn hắn đe dọa mày tưởng mày tránh gặp anh thì sẽ không gặp nữa chắc hắn lôi ra một con dao dọc giấy mặt hắn âm hiểm nói tao đã đối tốt với mày bao nhiêu coi tao là chó hả